Chào tất cả các bạn đến với channel của mình nhé. Thì hôm nay trời cũng mưa và khá mát đấy các bạn. Thì mình sẽ review một vòng xung quanh chỗ mình ở, xem là có những thứ gì có giống với chỗ ở của các bạn không nhé. Thì bây giờ đang là cái giờ mà học sinh đi học về đấy các bạn. Thì bên này học sinh đi học về qua các ngã ba ngã tư đấy, thì có thầy giáo hoặc là sẽ có một người ra đứng gọi là chỉ đường chỉ dẫn để cho học sinh đi các kiểu ấy các bạn đấy. Thì ngay chỗ mình ở là một cái ngã tư đấy. Thì trước mặt là một cái gọi là bệnh giường Lào đấy các bạn đấy. Cái này thì nhỏ đấy các bạn. Thì học sinh bên này đấy, học sinh bên này là đi học là tự đi đấy, còn rất nhỏ đấy các bạn. Thì tự đi và tự bắt tàu các kiểu đấy, nếu mà xa quá thì có bố mẹ đến đón, còn là cứ tự đi. Thì ngay đây là có một cái chỗ gọi là văn phòng bất động sản đấy. Mấy cái khu mà bọn mình ở đấy thì gọi là muốn thuê thì phải đến đây thuê các bạn. Thì bọn mình ở như thế cũng chưa bao giờ gặp được cái chủ nhà mà bọn mình thuê như thuê nhà để ở đấy. Thì toàn là gặp mấy công ty người đại diện thôi, chứ mình chưa bao giờ gặp được chủ nhà đấy. Thì ngay đây là một cái chỗ bãi giữ xe ô tô. Thì ở ngay gần ga nên ở phía bên kia đấy, phía bên kia cũng có một cái bãi giữ xe. Thì nói chung là xe cứ bỏ vào đây xong mình đến lúc mà mình thanh toán đấy, thì gọi là có cái máy tự động ở phía đầu kia đấy. Thì cái này là mình cứ bỏ tiền vào, một ngày thì chỉ có là 24 tiếng là chỉ có 200 yên. Thì lúc mà mình lấy xe thì mình cứ bỏ tiền vào cái máy tự động đó các bạn, thì mình lấy xe ra thôi. Thì quanh đây, quanh cái bãi xe này camera kín mít đấy. Đây là cái máy để trả tiền này các bạn đấy. Mình sử dụng cái thẻ Passmo hay là thẻ Suica đấy đều ok, và bỏ tiền vào cũng được luôn. Thì bỏ xong thì mình lấy xe ra. Thì trước mặt mình đây là một cái ga tàu điện các bạn. Thì từ nhà mình đi ra đây thì hết mất 1 phút đi bộ thôi đấy. Thì xe cỏ thì cứ gửi bên kia một bãi và bên này một bãi đấy. Thì cái ga này là cũng tuy là ở không phải trung tâm thành phố gì nhưng mà cũng đông. Thì tại vì ở đây là có hai cái trường học cấp 1, cấp 2 và một cái chỗ nhà dự trẻ đấy các bạn. Nên mỗi lúc mà sáng hay là trưa đấy các bạn, trưa chiều tối đấy, thì học sinh đi học về đông lắm đấy. Bây giờ đang là giờ tan học này đấy. Thì đây là một cái bãi cỏ, một cái sân rộng lắm các bạn ạ. Nhưng chỉ tầm một tháng mà nó mọc tốt tùm lum thế này. Thì cứ như thế là mỗi tháng hay là vài tuần gì đấy là sẽ có người dọn dẹp cắt các kiểu ấy các bạn. Thì mình đi đường vòng dưới hầm chứ mình không đi lên ga đấy. Đấy. Đây là phòng khám nha khoa, một cái phòng khám mà nhỏ. Thì để đến đau răng buốt răng thì chảy ra thêm một tí cũng tiện lợi các bạn đấy. Thì đây là nguyên một cái chuỗi siêu thị gồm có Jaco, Shimura và Dentsu. Thì bên cái cạnh này thì lại có một chỗ salon làm tóc Musashino đây các bạn. Thì tóc cắt bên này thì rất đắt đấy các bạn. Thì cứ mỗi cái cắt bình dân đấy các bạn là cũng phải 300.000 một cái đầu đấy, chỉ cắt thôi nha các bạn, không có lấy rẫy tay các kiểu đấy. Đây các bạn, đây là một cái chuỗi siêu thị là từ Shimura này. Shimura còn mua bán quần áo các kiểu để giao cô đồ ăn này. Dentsu thì nói chung là nó bán đầy đủ tất cả các thứ dùng cụ trong nhà, rồi là nệm chăn ga gối đệm cây cảnh các kiểu ấy các bạn đấy. Thì đây thì mình đi làm về thường vào mấy cái siêu thị này mua đồ ấy các bạn đấy. Thì hôm nay trời mưa đi review cũng khá là vất vả các bạn, thử máy nó ướt. Thì ngay cái chỗ mình đang đứng đây là có hai công ty. Một công ty Boss thì nó chuyên sản xuất về linh kiện điện tử đấy. Công ty này rất rộng các bạn. Thì mình đang đứng ở đây là phía cửa sau của công ty.
Thì công ty mình cùng đối diện với công ty này là ở phía bên kia. Đấy. Thì công ty này cũng có mấy bạn Việt Nam làm và mình cũng đã có gặp các bạn. Đấy. Thì mỗi sáng đi làm ấy các bạn. Đấy. Công ty này rộng lắm các bạn ơi. Đấy. Nó tí tù mù luôn. Cực kỳ rộng. Và phía bên này thì cũng có một cái công ty, nhưng mình không biết công ty này nó sản xuất cái gì. Shiwazo, Shiwazo Eki, mình chả biết là nó sản xuất cái gì, nhưng mà trong công viên, trong cái khuôn viên của công ty thì trang trí cái cảnh nói chung là giống như một cái công viên các bạn, rất đẹp. Thì ngay trước mặt mình đây là một cái bệnh viện. Bệnh viện này trước đây mình có cảm cúm và đi khám cái bệnh viện này một lần. Đấy, thì trước mặt cái bệnh viện này là có mấy cái hiệu thuốc ấy các bạn. Thì bên này đấy, mà đi muốn đi mua thuốc ấy các bạn thì phải có giấy khám của bệnh viện thì mình mới mua được thuốc. Chứ còn mà mình đi siêu thị mua đấy thì đó chỉ là thực phẩm chức năng chứ không phải là thuốc chữa bệnh các bạn. Đấy, thì cái bệnh viện này cũng khá là lớn. Riba Biri Tetsushi. Đấy. Thì hôm nay là trời mưa nên đường phố cũng khá là vắng vẻ. Thì đây là một cái công ty Osawa. Thì cái công ty này mình không biết là nó sản xuất cái gì, nhưng mà cái chủ gần cái chủ mình đấy thì công ty này rất lớn các bạn ạ. Đấy. Thì ở đây là nó có mấy cái chi nhánh luôn. Và đây là nói chung là trụ sở chính của nó nằm ở đây. Thì ở phía tít xa xa đấy, cách tầm ở khoảng 500 mét ở phía đầu đường đầu kia thì còn có mấy cái xưởng, mấy cái cu rồ của nó luôn. Đấy, mình quanh đây thì mình thấy cái công ty này lớn nhất, và đến công ty boss lúc nãy mình có nói trước đấy, thì không biết có anh chị em người Việt nào làm trong công ty này không. Đấy. Đây là những cái cây hạt dẻ này các bạn, nó bắt đầu ra quả rồi. Thì tầm đổ tháng 9, tháng 10 là bắt đầu nó có hạt và quả nó rơi xuống ấy các bạn. Nhặt về ăn thoải mái luôn. Đấy, mấy cây này rất lớn, rất to. Thì mỗi bọc, mỗi ký nó bán trong siêu thị là tầm khoảng 600-700 yên, 800 yên. Đấy, thì tầm khoảng 160.000, 170.000 một ký. Hạt nó to lắm các bạn ạ, to bằng ngón chân cái. Có cái quả nó rụng đây này, nhưng mà độc, có hạt luôn này các bạn. Đấy, nhưng mà cái quả này quả ấy này, đấy hạt nó to thế này này, nhưng mà quả này quả sâu, quả củ của năm trước đấy. Thì cứ ra mấy cái chỗ này ấy, nhặt về ăn đấy các bạn, mình nhặt về xong mình rang lên đấy, ui hạt dẻ bên này to lắm. Đây là những cái cây hạt dẻ này các bạn, nó bắt đầu ra quả rồi. Thì tầm đổ tháng 9, tháng 10 là bắt đầu nó có hạt và quả nó rơi xuống ấy các bạn. Nhặt về ăn thoải mái luôn. Đấy. Mấy cây này rất lớn, rất to. Thì mỗi bọc, mỗi ký nó bán trong siêu thị là tầm khoảng 600-700 yên, 800 yên. Đấy. Thì tầm khoảng 160.000, 170.000 một ký. Hạt nó to lắm các bạn ạ, to bằng ngón chân cái. Đấy, có cái quả nó rụng đây này, nhưng mà độc, có hạt luôn này các bạn. Nhưng mà cái quả này quả ấy này, đấy hạt nó to thế này này, nhưng mà quả này quả sâu, quả củ của năm trước đấy. Thì cứ ra mấy cái chỗ này ấy, nhặt về ăn đấy các bạn, mình nhặt về xong mình rang lên đấy, ui hạt dẻ bên này to lắm. Đây các bạn, đi một vòng từ đầu kia lại đây mà vẫn chưa đi hết cái diện tích của công ty Osawa. Đấy. Nó kéo dài mãi tít từ đằng kia mà tới mãi cái chỗ này. Gần bằng một cái chuỗi ở dài hơn một cái chuỗi siêu thị đấy. Mình đi một vòng quanh siêu thị này. Đi từ đầu tít đầu kia mà đến tới cái chỗ này mới hết gọi là cái công ty Osawa. Lớn quá các bạn ạ. Đây các bạn, phía trước mặt mình là một cái siêu thị Suki. Thì trong này nó có bán gọi là mấy cái thực phẩm chức năng đấy các bạn, và một số gọi là đồ gì nhỉ, cái gì nhỉ,
mỹ phẩm đấy của chị em phụ nữ đấy các bạn đấy. Thì cái siêu thị này là không bán đồ ăn, chỉ một ít thôi, có tí xíu, giống như là mấy cái rau hay là mấy quả chuối rồi thì dưa các kiểu thôi, chứ cái này là đa số là chỉ bán gọi là mấy cái thực phẩm chức năng. Thì mình sẽ đi vào và review cho các bạn cùng xem. Đấy, thì đầu tiên là mình vào cái chỗ mà mỹ phẩm của các chị em. Đấy, nó có cái chỗ để thử luôn, thử màu đấy các bạn. Đấy, đầy đủ nước hoa để son phấn các kiểu. Thì vào siêu thị thế này mà có mấy bài hát đấy các bạn, mình sợ bị dính bản quyền lắm. Đấy, tóc giả các kiểu này. Đấy, bên này là dầu gội này, nói chung là mỹ phẩm đấy các bạn, không thiếu thứ gì luôn. Thuốc nhuộm tóc đủ các loại màu các kiểu. Rồi bên kia là bên đó là sữa tắm đấy, beautiful ấy các bạn, gọi là cái chỗ làm đẹp. À, không biết là hôm nay cái gì mà có giảm giá này các bạn, rượu vang các bạn ạ. Nói chung là gần hết hàng đấy nên họ có sale giá đấy. Chai này này giảm xuống 988 yên một sen, 200.000 một chai. Thì mấy cái loại này rất nhẹ đủ các bạn, mình uống nặng quên rồi, bây giờ uống nhẹ không uống được. Thì đây là những cái đồ dùng để cho vận động này, mấy cái bó chân mình mà đau chân hay các kiểu đấy thì mình mua mấy cái này về mình chân lại chân tay các kiểu đấy. Thì đây, cái này là máy đo nhịp tim huyết áp các kiểu này các bạn, giá là 7 sen 600, là tầm từ khoảng 1,5 triệu 1,7 triệu một cái máy đấy. Rất nhiều loại khác nhau đấy các bạn. Đấy, cái loại này thì rẻ hơn này, có tầm từ khoảng gần 500.000. Rất nhiều loại máy luôn. Cái này là cái gì đây, chả biết luôn. À, cái giấy cửi tím à, chắc là thế. Đây này các bạn, đây là sữa dành cho trẻ em này đấy, từ 1 đến 3 tuổi này. Sữa này là sữa More Chuzoico, là để tăng chiều cao, tăng DHA các kiểu đấy các bạn, rồi tăng cân các kiểu này, có tất. Thì một hộp thế này là tầm cỡ khoảng 1,4 sen, là tầm cỡ khoảng 300.000 đến 400.000 một hộp đấy các bạn, bao gồm thuế. Thì thuế bên này là đợt này là cứ 10% thôi các bạn, cái gì cũng có thuế. Rồi băng gạc cá nhân này đầy đủ, cái siêu thị này là đầy đủ các thực phẩm chức năng luôn này. Cái khẩu trang ở đây bán rất rẻ các bạn, 40 cái mà có 1,7 sen này. Thường thường mà thấy người ta bán trên mạng đấy là 50 cái có 2 sen mấy 4 sen, ở đây rẻ quá ấy mọi người. Đấy, 40 cái mà giá đây 1 sen 580 yên chưa thuế, vừa thuế này là 1 sen 738 yên bao gồm cả thuế đấy các bạn. Chỗ này bán khẩu trang cũng khá là rẻ. Có hai loại đây các bạn, thuốc đầy đủ các kiểu này. À, không phải thuốc, thực phẩm chức năng, mình nói lộn đấy. Từ đau xương khớp rồi đau vai, đau gáy dạ dày có hết trong này đấy các bạn. Thì trước đây mình cũng có mua gửi về cho người nhà Việt Nam đấy, mình toàn ra đây mua hết. Tạo vàng tạo xoắn thì ở đây có cả. Rồi mấy cái thuốc gọi là để uống để tập thể hình đấy các bạn, chả thiếu luôn. Đấy, rất nhiều loại. Thì ở đây không bán cái vòng huyết áp. Cái vòng huyết áp là ở cái chuỗi siêu thị Giao Cô Đê Chữ bên kia. Thì một cái vòng như thế là rẻ nhất thì cũng là bao nhiêu ta, 500.000 à, ở chừng chừng đó các bạn. Thì mình thấy người Nhật là thường hay sử dụng mấy cái vòng huyết áp đó. Đấy, đây là mấy cái thực phẩm chức năng các kiểu các bạn, rất nhiều loại.
từ xương khớp các kiểu. Đây là mấy cái sữa tăng cân dành cho người lớn này. Đấy. Mấy cái này thì còn bé, 2 sen 1 đấy, chỉ có một hộp nhỏ thế này các bạn, là có 294 gram, à là giá tầm cỡ khoảng 500.000. Đấy. Thì mấy cái trên này là uống để gọi là tập thể hình các kiểu đấy các bạn. Đấy. Đấy, đây là cái tảo vàng tảo xoắn này các bạn, có giá là cả thuế là 2 sen 678 yên, à, tính vào là 2 sen 7, tầm cỡ khoảng hơn 500.000 một tí. Loại này là loại tảo xanh rẻ hơn, còn tảo vàng thì nó đắt hơn một tí. Cái này là uống để tăng cân hay giảm cân đấy các bạn, nó có hai công hiệu đấy. Đây các bạn, đây là mấy cái thuốc đau dạ dày này. Đấy. Giá thì khác nhau vì có hai loại, một loại là thuốc nước và một loại là thuốc viên. Đấy. Đây này, mấy cái loại này là thuốc dạ dày các bạn. Đấy. Loại này là thuốc viên, còn bên này là thuốc nước. Đấy. Thì đây các bạn, đây là cái trường học cấp 2. Cái trường này cũng khá là lớn. Thì trong cái trường học này là có cái chỗ nhà máy vòm đầu kia, là trong đó là có sân bóng này, sân banh, trượt party các kiểu luôn các bạn. Thì bây giờ đang là giờ tan học buổi trưa, gần 1 giờ các bạn ạ. Mình đi một vòng mà cũng hơn 1 tiếng này. Đấy, giờ tan học, học sinh đang ra về phía đằng kia đấy. Chắc là bọn này ở lại chơi một tí mà, lại về lừa dối bố mẹ là đấy, hôm nay học thêm. Thì chỗ này, trường học này cũng cấp 2 cũng khá là rộng các bạn. Thì phía bên kia, đối diện bên kia thì có trường cấp 1 và nhà mẫu giáo đấy, nhà dự trẻ đấy các bạn. Đấy. Cổng trường đóng này. Trường cấp 1 và cấp 2 nó gần nhau luôn. Thì phía trước mặt mình đây là trường cấp 1, thì đây là trường cấp 2 đấy các bạn. Thì bên cái trường cấp 1 này có một cái sân đá bóng đấy các bạn, ngoài trời rộng kinh khủng luôn. Đấy, đây là cái khuôn viên của trường cấp 1 ở Nhật đấy các bạn, cái sân chơi thể dục thể thao rộng thênh thang đấy, sân gôn các kiểu. Thì trước về cái mùa kia đấy, ở cái dọc hành lang này là nó có chữ bằng hoa luôn đấy các bạn, nhưng về mùa này, về mùa mưa đấy nên cây cỏ nó lên tùm lum quá, mất hết cả chữ luôn. Thì đây các bạn, mấy cái dãy này là mấy cái dãy A Ba Tổ đấy, Man Sòn đấy, gọi là cái chỗ để thuê trọ các kiểu đấy các bạn. Thì phía trước mặt ngôi nhà cao tầng đó là một cái chung cư, và bên cạnh Ito đó là bên cạnh có cái chữ Ito đó, thì đó là một cái văn phòng bất động sản đấy các bạn. Thì ở cái khu mình nói chung là giá cũng khá là đắt độ. Mình căn của mình ở đó thì một tháng mình phải chi tiêu vào đó là gần 20 củ đấy các bạn, đắt quá luôn. Sống bên này thì nói chung là không khí tốt lành, và làm việc trong điều kiện nói chung là cũng khá là tốt, nhưng mà mấy cái tiền thuế, tiền thế này thế kia cũng cao lắm các bạn. Thì đây là một cái nhà dự trệ nhỏ này. Đấy. Văn phòng bất động sản thấy có một tí thôi, ít tô đấy các bạn. Thì hôm nay thứ bảy nên là nghỉ việc. Đấy. Mấy cái khu trên này toàn là mấy cái khu A Ba Tổ. Đấy. Cái khu này là chung cư cao cấp này các bạn. Cũng ở cái khu này thì mình chắc là cũng đắt hơn. Thì xung quanh ở chỗ mình đây thì nhiều lắm các bạn ạ. Thì tại vì công ty với mấy cái khu công nghiệp nhiều đấy, nên đâm ra là sẽ có nhiều cái chủ trọ cũng như mấy cái chung cư đấy. Thì ở đây cũng có một cái ngôi đền các bạn. Ngôi đền này nhỏ. Thì mình ở đây mà cũng chưa bao giờ thấy một cái lễ hội gì hay là cái gì ở cái đền chùa này, chả biết đấy.
và cũng chưa bao giờ mình vào đây. Thấy vắng tanh mọi người. Thì phía trước mặt mình đó là một căn mansion cao cấp ấy. Ở khu đó thì một tháng phải hơn 20 củ các bạn. Đắng lắm các bạn. Thì ngay cạnh cái nhà mình đấy thì có một cái công viên nhỏ đấy. Và ở chỗ công viên đấy các bạn, thì công viên nào cũng có mấy cái vòi nước giống như cái kiểu thế này, mà nước ở Nhật Bản đấy thì nước ở chỗ nào cũng uống được luôn các bạn. Mấy cái vòi này này là uống được hết đấy. Đấy các bạn, mấy cái vòi nước này là uống được hết, tại tại vì đất ở Nhật Bản đấy mà nước nôi các kiểu đấy là cùng chung một hệ thống, nước mình tắm rửa giặt giũ cùng, gọi là cùng chung một đường ống luôn các bạn. Đấy, bọn nhóc con nó ra chơi xong nó vứt đây chạy về, nhưng mà để như thế này người khác không đến lấy đâu các bạn, cứ để nguyên như vậy luôn đấy các bạn. Thì ở cái công viên này là một cái công viên nhỏ, mà những cái dãy cây kia đấy thì đều là hoa anh đào ấy các bạn, thì đến mùa hoa anh đào nó nở đẹp lắm. À, cái hồ này trước mình còn cũng có review cho các bạn đấy, cá nhiều lắm các bạn, cá koi cá chép ấy, ba các kiểu đấy. Thì vừa rồi có một vụ trên mạng là thanh niên đi bắt ba về bán ăn rồi bán đấy, bị phạt 50 man ấy, tầm được khoảng một hơn 100 triệu một tí các bạn đấy. Thì nói chung là ở bên này người ta bảo vệ động vật kinh lắm, mình mà làm cái gì hay là cái đó thì cẩn thận một tí, bắt về ăn giấu giếm thì còn được, chứ bắt về một công rao bán công khai ấy. Thì tại vì bây giờ trên Facebook các kiểu đấy, người Việt đang học tiếng Việt, thì tại vì người Việt mình người Nhật học tiếng Việt, mình nói lộn, thì bây giờ hiện tại thì người Việt mình sang đây nói chung là làm nhiều cái trái phép, phạm đến pháp luật Nhật Bản đấy, nên người ta rất chi là gay gắt đấy các bạn. Thì ở cái chỗ công viên này này, về mùa đông đấy các bạn, vịt vô số luôn, vịt nhiều lắm luôn đấy các bạn. Thì bây giờ nói chung là cũng mình cũng đi một vòng, nhưng mà chứ phía xa xa đấy, đấy là cái bệnh viện ở Dường Lão ấy các bạn, sau mấy cái ngôi nhà đấy, xa quá nhỉ. Đấy, sau mấy cái tòa nhà đó là phía sau đấy các bạn, là một cái bệnh viện Dường Lão, cái bệnh viện đó lớn các bạn. Thì xung quanh đây nói chung là mình sống ở đây thì cái gì cũng tiện. Đấy. Thì video của mình làm đến đây là kết thúc nhé các bạn. Thì video cũng khá dài. Các bạn xem nhớ ủng hộ cho mình nhé. Thì bạn nào có những cái câu hỏi gì về đất nước Nhật Bản thì cứ để lại comment dưới phần bình luận đấy. Mình sẽ trả lời cho các bạn. Các bạn hỏi bất cứ cái gì trong cái hiểu biết của mình như thế nào thì mình sẽ trả lời cho các bạn về vấn đề dịch bệnh hay là thế này thế kia ở Nhật Bản đấy, rồi các công ty lương thưởng thế nào đấy các bạn. Thì nói chung là mình cũng có tìm hiểu và cũng biết một ít. Thì các bạn mà hỏi những câu hỏi mà mình có thể trả lời được thì mình sẽ trả lời một cách chân thực nhất để giúp các bạn hiểu biết hiểu rõ hơn. Thì bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nhé. Các bạn để lại comment và đăng ký kênh rồi bấm chuông thông báo. Khi các bạn đặt câu hỏi thì mình sẽ trả lời cho các bạn một cách nhanh nhất. Thì bây giờ thì mình xin khép lại video tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.